Chắc chắn khi xem xong tình huống vừa rồi, nhiều người sẽ nghĩ đến vi phạm chống người thi hành công vụ cho lái xe điều khiển ô tô khi đã cố tình dí một chiến sĩ cảnh sát giao thông vào đầu xe mình và tiếp tục nhấn ga. Sự việc được xác định xảy ra trên đường Tố Hữu, Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Mặc dù đồng chí cảnh sát giao thông đã đứng trước mũi xe ô tô ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng tài xế vẫn nhấn ga di chuyển. Thậm chí, tài xế ô tô có lúc còn nhấn mạnh ga khiến chiến sĩ cảnh sát giao thông phải bám tay vào cần gạt mưa. Rất may vụ việc đã được can thiệp kịp thời và không ai bị thương. Lực lượng chức năng xác định người điều khiển chiếc xe ô tô là một phụ nữ. Người này trình bày do bị muộn làm nên đã cố tình lái xe đi và không chấp hành hiệu lệnh. Lý do sợ muộn làm mà đâm thẳng vào người đang thi hành công vụ nghe có vẻ không ổn chút nào. Có lẽ chỉ có những người bị thao túng tâm lý mới tin vào lời của người phụ nữ vi phạm là sự thật. Tội chống người thi hành công vụ được hiểu là hành vi dùng vũ lực đe dọa hoặc dùng các thủ đoạn khác để cản trở tấn công người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ. Tùy vào mức độ vi phạm mà người phạm tội sẽ phải chịu phạt hành chính, phạt cải tạo không giam giữ, thậm chí phạt tù lên đến 3 năm. Người điều khiển ô tô đánh võng, lạng lách, chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của người thi hành công vụ hoặc gây tai nạn giao thông có thể bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng. Nghề nghiệp nào cũng có những áp lực riêng của mình và cảnh sát giao thông cũng vậy. Khi vừa phải làm nhiệm vụ, vừa phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm nếu có người chống đối. Tuy nhiên, cũng có nhiều lúc công việc mang lại cho họ những niềm vui khi được giúp đỡ người khác, cho dù đó là hành động nhỏ bé. Camera đã ghi lại được hình ảnh hai chiến sĩ cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ đã phát hiện ra một người khuyết tật gặp khó khăn khi sang đường. Cả hai đồng chí đã dùng xe ngăn các phương tiện lưu thông để giúp người này qua đường. Khi hoàn tất, họ mới rời đi làm nhiệm vụ. Hành động đẹp này đã nhận về rất nhiều lời tán khen của cộng đồng. Đôi khi một hành động nhỏ nhưng có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, nó sẽ giúp cho những điều hay, cái đẹp được nhân rộng. Từ đó ý thức cũng như văn hóa tham gia giao thông của nhiều người sẽ được thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế hơn mình là việc mà ai cũng nên và có thể làm. Hy vọng rằng những hình ảnh này ngày càng được nhân rộng hơn trong xã hội. Hình ảnh đẹp của những chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng đã khép lại điểm mù giao thông ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.